Thưa quý vị và các bạn, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn các thế hệ cán bộ hội viên chữ thập đỏ phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được, giảm bớt đau thương cho họ. Khắc sâu lời dạy của Bác, mỗi cán bộ hội viên, tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng luôn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm cùng với đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác nhân đạo, chăm lo giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoạn nạn, những mảnh đời còn bất hạnh. Trong tiểu mục ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tấm gương cán bộ hội tiêu biểu, hết lòng vì người nghèo. Mời quý vị cùng theo dõi. Cũng nhờ bảy Mai cho xin được thầy ở ngoài Sóc Trăng á, cho cô với chú được cái nhà tình thương để cất lên ở, đừng che nắng che mưa. Cô Mai cho gạo, tiền và giúp đỡ cho cháu ngoại của cô đang bệnh. Cháu ngoại con thì bị tai nạn rồi, cô lo chở giúp cho và cô có cất ơn. Cái tên thân thuộc và triều mến Bảy Mai mà bà con ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề nói đến chính là chị Lê Thị Ngọc Mai, ủy viên ban chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện Trần Đề. Đối với bà con, chị như cứu cánh khi gia đình túng quẫn, một cuộc sống mới mở ra, những ngôi nhà lụp xụp được tươm tất hơn, mỗi bữa cơm cũng đủ đầy hơn từ sự kết nối của chị với các mạnh thường quân cùng chung tay chăm lo cho những gia đình nghèo khó. Không chỉ giúp đỡ bà con ở ấp, ở xã, mà trong ngoài địa phương, hễ ở đâu cần là chị sẵn sàng đi đến. Nhắc đến chị, có lẽ mọi người biết nhiều hơn với tên gọi chị Mai Heo Đất, nhóm từ thiện Cô Mai hay chị Mai nhóm Thuốc Nam, những cái tên gọi gắn liền với công tác thiện nguyện của chị hơn 15 năm nay. Cái tâm luôn hướng về những bà con còn khó khăn nên không dừng lại ở những việc đã làm. Hơn 4 năm nay, chị Mai cùng với chị em nhóm thiện nguyện nấu cơm chay phát cho bà con vào mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng. Khi mặt trời chưa ló dạng, mọi người còn trong giấc ngủ say, thì bếp cơm chay nhà chị Mai đã tất bật rộn ràng. Người ở gần, người ở xa, nhưng ai cũng tranh thủ sắp xếp việc nhà để đến làm từ 2 giờ sáng. Đã lên kế hoạch ai đến sớm thì làm trước, ai đến sau thì làm sau, mỗi người một việc. Cứ đến hơn 6 giờ sáng thì 700 phần ăn chay hoàn tất để trao đến tay những bà con có nhu cầu trong ấp. Cho thì nói chung mình không có nói giàu nghèo gì hết. Tất cả ai muốn ăn chay thì mình đều giao duyên hết. Nhưng mà thường thì những người nghèo thì nhận nhiều hơn. Bếp cơm chay đã duy trì được hơn 4 năm nay. Hàng tháng cứ đều đặn thổi lửa 2 lần, một lần từ 500 suất trở lên. Chi phí cho mỗi lần khoảng 5 triệu đồng do người thân trong gia đình và các thành viên nhóm thiện nguyện chị Mai đóng góp. Không chỉ góp tiền mà đó còn là tình cảm, là tấm lòng của các thành viên để mang đến những suất ăn ý nghĩa cho bà con. Nhà mình ở Bưng Búi, rồi đi làm thuốc thì 6 giờ mình đi. Còn nhất thì đi phát cơm đồ thì mình tranh thủ qua hơi sớm 4 giờ. Đi vậy thấy trong lòng nhẹ nhõm, vui vẻ. Chị em cũng đóng góp vô đặng từ thiện phát cơm. Bảy như là mình mướn người mình đi làm, mình ở nhà cũng được không? Làm đủ thứ mọi chuyện, không chẳng ngại chuyện gì, nhào vô tất cả luôn. Như là một người nam anh hùng nên đi làm vậy đó. Thấy trong sáng, vừa thức đêm vậy nè. Làm suốt luôn, thức đêm 1 giờ, 2 giờ vậy đó. Con ơi 1 giờ thức là 7, 1 giờ 7 thức với mình. Ra làm mọi người ngồi xúm lại 2-3 giờ cái người ta lợi vậy đó. Mấy mà lão này đó là chỉ cần vậy là suốt luôn vậy đó. Không có ngày nào nghỉ hết trơn. Thực hiện theo lời dạy của Bác, với chị Mai, chị xuất phát từ mong muốn duy nhất là làm việc mình có thể làm để giúp cho bà con vơi đi phần nào khó khăn. Chị đã khởi xướng nhiều mô hình và duy trì rất có hiệu quả, như quỹ heo đất đã tập hợp trên 200 mạnh thường quân mỗi tháng, góp 10 triệu đồng hỗ trợ điều trị bệnh cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhóm thuốc nam của chị trồng và sưu tầm các loại cây thuốc nam. Tính trung bình mỗi tháng, chị cung cấp khoảng 2 tấn thuốc khô cho các chùa phục vụ việc điều trị bệnh. Cùng với bếp ăn chay, 2 năm nay chị cũng duy trì 4 phiên chợ không đồng với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Tính mỗi năm, chị cùng người thân trong gia đình đã đóng góp và kết nối với các mạnh thường quân, thực hiện các hoạt động cứu trợ thường xuyên và đột xuất trên 1 tỷ đồng. Chị Mai cũng là một người tiên phong thực hiện các việc mà chữ thập đỏ đã thì như là tháng hành động vì da cam, cũng như là trong cái hoạt động cứu trợ xã hội như là về thiên tai, những cái gì mà
liên quan tới cái công tác cứu trợ xã hội thì chị Mai rất là năng nổ, chứ lúc đó huyện Trần Đề rất là biểu dương. Xuất phát từ cái tâm chia sẻ những người thấy thương là những hoàn cảnh đang cần cứu giúp, người trong lòng mình thấy xôn xao khi là đi nhịp cầu Nhân Ái đó, cảm thấy đi tỉnh Sóc Trăng này cũng đi nhiều lắm rồi, cảm thấy những mảnh đời đang cần cứu giúp. Mình về mình mới cảm nhận được cái cuộc đời sống thì có người giàu, người nghèo, người cần cứu giúp. Cho nên mình phải nhín xài một cái gì đó hoặc là những chuyện gì đó mình sẽ tiện tặng lại để dành dụm mà chia sẻ với mọi người. Cái tâm luôn luôn muốn cho mọi người đều bớt khổ, muốn chia sẻ một cái gì đó cho mọi người những cái lúc cần thiết. Và rất vui nữa khi là mỗi tháng 2 ngày được đem những cái phần quà cơm chay chia sẻ với bà con đang cần ăn chay mỗi tháng 2 ngày vậy đó. Thấy vui lắm. Nói chung là làm việc gì cũng thấy vui, thấy hạnh phúc. Với tấm lòng nhân ái luôn hướng về người nghèo, trong những năm qua chị đã cùng tập thể ban chấp hành hội xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Bản thân chị Lê Thị Ngọc Mai cũng nhận được bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, ban chấp hành tỉnh hội. Nhưng có lẽ với chị, phần thưởng lớn nhất chính là tình cảm yêu mến của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và của người dân nói chung dành cho chị.